ngày 28 tháng 2, thứ hai tuần 8 thường niên. Ngươi hãy đi bán tất cả gia tài rồi đến theo ta. Tin mừng Chúa Giêsu Kitô theo Thánh Marco. Khi ấy, Chúa Giêsu vừa lên đường thì một người chạy lại quỳ gối xuống trước người và hỏi: Lạy Thầy nhân lành, tôi phải làm gì để được sống đời đời? Chúa Giêsu trả lời: Sao ngươi gọi ta là nhân lành? Chẳng có ai là nhân lành trừ một mình Thiên Chúa. Ngươi đã biết các giới răn: đừng ngoại tình, đừng giết người, đừng trộm cắp, đừng làm chứng gian, đừng lường gạt, hãy thảo kính cha mẹ. Người ấy thưa: Lạy Thầy, những điều đó tôi đã giữ từ thuở nhỏ. Bấy giờ Chúa Giêsu chăm chú nhìn người ấy và đem lòng thương mà bảo rằng: Người chỉ còn thiếu một điều, là ngươi hãy đi bán tất cả gia tài, đem bố thí cho người nghèo khó, và ngươi sẽ có một kho báu trên trời, rồi đến theo ta. Nhưng người ấy nghe những lời đó thì sụ nét mặt và buồn rầu bỏ đi, vì anh ta có nhiều của cải. Lúc đó Chúa Giêsu nhìn chung quanh và bảo các môn đệ rằng: Những người giàu có vào nước Thiên Chúa khó biết bao. Các môn đệ kinh ngạc vì những lời đó. Nhưng Chúa Giêsu lại nói tiếp và bảo các ông rằng: Hỡi các con, những kẻ cậy dựa vào tiền bạc thật khó mà vào nước Thiên Chúa biết bao. Còn lạc đà chui qua lỗ kim còn dễ hơn người giàu có vào nước Thiên Chúa. Các ông càng kinh ngạc hỏi nhau rằng: Như vậy thì ai có thể được cứu độ? Chúa Giêsu chăm chú nhìn các ông và nói: Đối với loài người thì không thể được, nhưng không phải đối với Thiên Chúa, vì Thiên Chúa làm được mọi sự. Đó là lời Chúa. Suy niệm và cầu nguyện. Lót tiền dưới lưng nằm cho nó ấm. Ngươi hãy đi bán tất cả gia tài rồi đến theo ta. Có chàng trai trẻ muốn nên chọn lành, nhưng khi nghe Chúa nói: Ngươi hãy đi bán tất cả gia tài rồi đến theo ta, thì chàng trai sụ mặt buồn bã bỏ đi, vì anh có nhiều của cải. Từ câu chuyện chàng trai trẻ ấy, Chúa Giêsu nói: Con lạc đà chui qua lỗ kim còn dễ hơn người giàu có vào nước Thiên Chúa. Trong chúng ta có nhiều người tỏ ra chỉnh chu, thi hành luật Chúa, luật hội thánh, nhưng vẫn không thể làm chủ của cải tiền bạc được. Vâng, ở đâu, thời nào và bất cứ thành phần nào cũng có người luôn lặng lòng với tiền bạc. Vì thế có người nói: Xin cho ông ấy cái gì cũng được, nhưng đừng bao giờ xin tiền. Hoặc còn tệ hơn, ông ấy chỉ nhận vào chứ không bao giờ cho đi. Không biết, không thấy làm cái gì cả, mà lúc nào cũng nghe ông ta nói thiếu tiền và xin tiền. Người mở mắt ra đã nghĩ đến tiền thì không thể nghĩ đến chuyện gì tốt lành hơn. Chúa không cấm chúng ta giàu có, người còn ban cho chúng ta sự giàu có, nhưng người muốn chúng ta không lệ thuộc hay phải làm đầy tớ cho đồng tiền, cho của cải thế gian. Bởi mọi sự giữ đều đi ngang qua đồng tiền, chứ không phải mọi sự tốt lành đều đến từ đồng tiền. Đồng tiền và của cải vật chất là hồng ân Chúa ban. Chúa muốn chúng ta sử dụng nó sao cho mình được rỗi,
và mọi người cũng được rỗi. Đừng lệ thuộc nó. Có cụ ông lót tiền dưới lưng, nằm cho nó ấm. Sáng nào cũng ngồi dậy đếm lại mấy tờ tiền. Bữa nọ thấy thiếu 2000, liền nghi cho thằng cháu nội, kêu nó tra hỏi. Nó nói không có. Ông cố ép nó, nó khóc ròng. Tức quá đến trưa đếm lại lần nữa, thấy 2000 dính trong áo gối. Tiền có ấm lưng không? Thằng cháu nội không dám chạy qua chạy lại thăm chơi với ông nữa. Lạy Chúa, xin giúp các gia đình sống thanh thoát, không để tiền mê hoặc, để chỉ còn một lòng yêu Chúa mà thôi. Amen. Lạy Mẹ Maria, niềm vui mùa xuân mới của mỗi gia đình chúng con là hồng ân còn được sum họp với nhau trong cuộc đời này, để mến Chúa, yêu nhau và yêu thương mọi người. Xin dâng gia đình mỗi chúng con cho Đức Mẹ, và nhờ Mẹ nguyện giúp cầu thay cho gia đình được vững lòng tin cậy mến Chúa, hiệp nhất yêu thương nhau và sống lòng xót thương của Thiên Chúa với mọi người. Amen. Xin dâng cho Mẹ người bạn đời của con, là người vợ sắt son đã cùng con những mùa lam lũ. Con xin dâng cho Mẹ người vợ hiền thủy chung, đã giúp con chu toàn nhiệm vụ làm cha làm xin dâng cho Mẹ này đoàn con cái thơ ngây, anh em vui xung vầy, tình yêu êm đềm hạnh phúc. Con xin dâng cho Mẹ cuộc đời nhiều nỗi đắng cay, xin muôn ơn nơi Mẹ nhà con ấm êm đêm. Xin dâng cho Mẹ này đoàn con cái thơ ngây, anh em vui xuân vầy, tình yêu êm đềm hạnh phúc. Con xin dâng cho Mẹ cuộc đời nhiều nỗi đắng cay, xin muôn ơn nơi Mẹ nhà con ấm êm đêm. Xin dâng cho Mẹ người bạn đời của con, là người vợ sắt son đã cùng con những mùa lam lũ. Con xin dâng cho Mẹ
người vợ hiền thủy chung đã giúp con chu toàn nhiệm vụ làm cha làm chồng. Con xin dâng cha mẹ ngày đoàn con cái thơ ngây, anh em vui xuân vầy, tình yêu êm đềm hạnh phúc. Con xin dâng cho mẹ cuộc đời nhiều nỗi đắng cay, xin muôn ơn nơi mẹ nhà con ấm êm đêm. Cha mẹ ngày đoàn con cái thơ ngây, anh em vui xuân vầy, tình yêu êm đềm hạnh phúc. Con xin dâng cho mẹ cuộc đời nhiều nỗi đắng cay, xin muôn ơn nơi mẹ nhà con ấm êm đêm. Xin dâng cho mẹ đầy tuổi thơ thủy tinh, dâng đàn con dẫn sinh biết hành tâm vững lòng tôn kính. Con xin dâng cho mẹ đầy tuổi hoa tuyến trinh, biết mến yêu chân thành thuận hòa bài ca hòa bình. Xin dâng cho mẹ này đoàn con cái thơ ngây, anh em vui xuân vầy, tình yêu êm đềm hạnh phúc. Con xin dâng cho mẹ cuộc đời nhiều nỗi đắng cay, xin muôn ơn nơi mẹ nhà con ấm êm đêm. Xin dâng cho mẹ này đoàn con cái thơ ngây, anh em vui xuân vầy, tình yêu êm đềm hạnh phúc. Con xin dâng cho mẹ cuộc đời nhiều nỗi.